mình phải nướng từ từ và kiên nhẫn. Ừ. Nướng cái này là phải tập cái bánh kiên nhẫn. À. Thả vô nguyên chén nước sốt nhúng luôn. Nhúng như vậy chắc đậm vị. Nó ngon không tả được. Tiếng có tả được không? Không tả được. Như có thích không? Dạ có, cũng không tả được luôn. Em về tới con mèo nó mừng à. Sao? Canh vô. Đón hả? Vô con. Cái bầu này hôm nay á, nó bị khuất ở trên á. Bữa nay mình mới dời nó xuống á. Rồi đầu video mình thân chào cô chú anh chị em. Xin chào cô chú anh chị các bạn và các em nha. À, bữa nay á, nhà mình ăn cánh gà nướng mật ong với dầu hào. Bữa nay á, mình ăn cánh gà nướng mật ong với dầu hào á, thì mình có mua là 2 kg cánh gà nè. Rồi đây mình ướp đơn giản thôi, chỉ có muối, một ít muối nè, với một ít hạt nêm, ít hạt tiêu, muối ít ít thôi để mà nó mặn á, tại vì mình còn để dầu hào với nước tương nữa. Rồi mình cho một ít nước tương vô đây, khoảng muỗng ăn canh nước tương. Ở đây em có ớt, bột ớt Hàn Quốc á, em cho miếng vô cho nó lên cái màu cho nó đẹp. Ai có bột ớt Hàn Quốc thì để, còn không có bột ớt Hàn Quốc thì dầu điều nè, em có màu dầu điều á, em thắng sẵn á, để vô trong cái keo nè. Và mình cho vô chút xíu nữa với hành tỏi. Hành tỏi em băm nhuyễn rồi nè, em cho vô. Giờ em trộn lên. Khóc đi. Miếng rượu này là rượu Mai Quý Lộ em ngâm ở nhà đó. Em cho khoảng nửa muỗng ăn canh vô thôi, cho nó thơm. Cái này có rượu Mai Quý Lộ vô nó thơm. Cái rượu Mai Quý Lộ cũng đơn giản lắm, mình đi ra ngoài tiệm thuốc bắc á, cái mình mua người ta đã làm sẵn, sai sẵn luôn hết cho mình rồi, cái mình về mình chỉ chế rượu vô mình ngâm thôi là mình có rượu Mai Quý Lộ rồi đó. Rồi giờ em để đây cho nó thấm đi, em làm một cái chén nước sốt. Em làm cái chén nước sốt này để khi mà mình nướng gà nó vừa chín á, cái mình quét cái nước sốt này lên nó mới ngon, chứ để mình ướp vô đây gia vị vô hết á là coi mình nướng, khi mình nướng là nó dễ bị cháy khét mà gà của mình nó không có chín á. À, giờ em cho cái này là đường với hạt nêm với miếng tiêu vô đây. Rồi cái này là hành tím với tỏi băm á, em cho vô đây luôn. Rồi em cho mật ong. Mật ong em cho khoảng
2 muỗng canh mật ong. Dầu hào. Cho 2 muỗng dầu hào luôn. 2 muỗng dung luôn. Nước tương. Một muỗng rưỡi nước tương. Thêm cho một miếng màu dầu điều vô đây nữa. Một ít hơi. Thêm cho một miếng dầu ăn vô. Mỗi thứ đều một miếng hả? Rồi. Giờ em quậy cái hỗn hợp này lên. Cái cánh gà ướp á, hồi nãy á, mình quên cho miếng dầu hào vô. Mình cho một ít thôi. Khoảng muỗng ăn canh dầu hào là được rồi. Mình dễ cái nào cũng được ha. Bây giờ mình quậy tan mấy cái gia vị trong cái chén của mình rồi nè. Rồi gà thì mình cũng đã ướp xong rồi, mình để đây cho nó thấm. Thì trong thời gian chờ đợi cho nó thấm á, mình ra ngoài vườn mình cắt thêm một mớ rau nữa để ăn kèm vô chung á cho nó đỡ ngán. Hiện bây giờ có rau muống chè chè nó trồng nó quá tốt luôn ha. Tốt với sợ luôn rồi nè. Bên đây nữa nè, bên đây nè. Còn hổm trồng nó không á, cái giống như nó bị nắng quá, cái nó chết. Nó quíu làm sao á, với rau găm rồi đó. Cái mình đem mình đi nhổ hết. Ai ngờ nó còn sót lại rễ phía dưới á. Cái nó lên tiếp mà tốt ghê. Mấy dầu uống này tốt quá chừng tốt luôn ha. Cái này thấy này cái nhớ là thèm uống riêu á ta. Vậy chuẩn bị ăn uống riêu. Uống riêu lúc này á mua cua khó lắm luôn á. Tại vì tháng này là tháng nắng tháng khô á, cho nên là cua khó lắm. Thôi vậy xin hẹn lại lần sau đây. Để em qua em cắt mấy cái húng lũi nữa. Cái húng lũi bên kia nó cũng tốt lắm rồi. Còn rau thơm nữa nè. Mà cắt nhiều đây đủ ăn nè. Anh nghe gì không hỏi anh hả? Đó, nghe không? Con chim nó hót vang đầu làng hả vậy? Hình như lẽ là con chim đó là chim vành khuyên ta. Vậy hả? Nghe kêu nè. Đó, anh mới nghe đó. Này
có sâu. Tưởng là húng lũi này nó lũi chứ. Ngày hôm qua có cho con bé trên kia một mớ, cắt một mớ rồi nè. Chứ nó thùm lùm nhiều dữ lắm luôn á. Này có cắt ăn hôm qua cắt mớ rồi. Bữa nay mình cắt một mớ nữa. Cái húng lũi này nè, mình trồng á nó dễ hơn là cái cây rau thơm, cái cây húng cây nãy, cây húng cây nãy nó khó trồng hơn. Cái này nó lũi nó dễ sống. Lũi nhiêu đây đủ ăn rồi. Rồi mấy cây ngải cứu này nó ra bông quá chừng luôn anh. Nó mau tốt quá ha. Có mấy trái ổi bự quá nè em, ăn được chưa? Ổi này hả, cũng gần ăn được rồi đó. Ồ, có cái trái này hôm nay nè, hôm qua mới thấy ăn trái rồi. Trái này ăn được nè. Ồ, nhỏ xíu mà ăn được hả? Nó chua chùm ba trái hổm đó. Trái ổi này nó nhỏ nhỏ vậy chứ mà nó ngọt, nó giòn ghê á. Hôm qua còn hai trái, em thấy ăn trái rồi nè. Ăn thấy ngon lắm, này còn trái hái tiếp. Đây mấy trái bự nè. Ổi này mấy trái? Ổi này ba trái dính chùm luôn. Bốn trái. Bên hai trái hả? Ừ. Ủa mà trái này bự quá rồi. Chưa ăn được, nó còn mới có hơi chua hả? Nó hơi thôi. Nè, còn trên đây hai trái, trên đây là bự chán nữa nè, thấy không? Trời bữa nay âm u nữa nè. Không có thấy nắng luôn nha. Mấy cái rau xà lách này nè. Hôm hổm em gieo nhiều lắm, cái nó bị nó lên cũng nhiều nữa, cái nó bị mấy con ốc tối nó ra nó trộm hết nè. Còn được có mấy cây à, xong cái em gom lại khúm đây, cái bên đây cái trống đất cái em trồng củ cải trắng á. Đó, còn được có mấy cây rau thôi, lớp bị kiến ăn, lớp bị ốc ăn, nó dành quá chịu không nổi nó. Mình không kịp ăn hả? Cái mùi lá tí tô mà nó thơm dữ, chỉ lại đụng cái thôi là nó thơm rồi. Nó thơm thì mình ngắt nó luôn. Cái nè thơm hen, thơm quá cầm lòng không đậu à. Ngắt mà luôn, ngắt mày lâu quế luôn. Rồi bao nhiêu rau đây đủ ăn rồi, mình lại mình hái vài trái bắp vô để làm nước tương. Bữa nay mình ăn với nước tương. Coi nè anh, coi nè. Hết sứ hồn nó nằm trong này, nó chín rồi nè. Wow. Nè. Đây nữa, đây bên đây nè. Nè. Còn trái này chà bá luôn. Ồ. Cái trái này tính ra lâu lắm rồi anh mới thấy một trái tắc nó lạ ha. Giống như hai trái nó dính lại nhau, như là gọi là xanh đôi vậy, giống vậy. Ồ. Mấy trái trong này nó bự coi nè. Quá chừng bự luôn. Này. Nè. Cái này hái hai trái là đủ rồi. Nè. Hai trái hả? Ở đây hai trái đi ha. Rồi anh hái được trái rồi đó. Cái này hái luôn đi. Đây là đủ rồi. Đủ nước tương. Xin vô phải hai trái nữa. Mấy cái chậu kiển này á, mình mới mua nè, nó là dòng họ của nhóm chậu bà đó, nhưng mà cái tên của nó rất đẹp nha, tên nó là cây ngọc thủy. Ghê không? Ngọc trong nước đó cô. Nãy giờ á, mình ra vườn á, mình
mình cắt vô được một mớ rau rồi nè. Rồi sáng mình đi chợ á, mình có mua thêm á, thấy bông hành ngon quá nè, mua bông hành với mấy trái dưa leo để mình ăn sống á. Còn bông hành á thì mình luộc ăn chung với cánh gà của mình luôn. Bông hành này á mình luộc hay nấu canh xào gì cũng đều ngon hết á. Có cái bông hành này á nhìn lạ hết sức lạ luôn nè, tự nhiên nó ra tới đây cái nó chìa ra nhìn ngộ quá. Lạ thiệt ha. Cái bông khí tô này công nhận mọi mọi cái mùi của nó làm cho mình thích rồi ha. Nó thơm thơm. Bữa nay á chủ nhật mà hai đứa nhỏ á, nó cũng không có nhà nữa. Thường á là tụi nhỏ nó lặt rau không à. Mà bữa nay á nó đi ôn thi chuẩn bị thi vòng tỉnh hết rồi. Cho nên nó không có nhà, lát trưa nó mới về. Mà tính ra có một số rau á, lúc trước anh thấy em đi ra chợ mua về ăn. Xong cái em lấy em ra ngoài vườn cầm cầm ghét cái có rau bạc luôn. Nghe thì cũng giống như rau thơm mà nó vậy nè, nó có chút rễ đó. Ra mình cắm xuống là nó lên tiếp tục. Lát em cắm nữa. Này là mấy cọng rau dền nha, phải rau thơm nha. Để em luộc chung với nãy nó mọc chung với trong rau muống nè, cái em cắt luôn á. Để em luộc chung với cái bông hành. Bông hành này nhìn thấy đẹp quá ha. Nay trời mưa lâm râm nữa rồi nè. Mình ăn món nướng là cứ trời mưa mình ăn món nướng là trời mưa. Cái như ông trời cho em ăn mát mẻ. Không hổng chú nướng ha. Nghe cũng mưa không? Bữa nay tới cánh gà nướng mưa nữa. Khổ quá. Giờ em lặt rau xong rồi nè, giờ em đem vô em rửa với em làm nước tương luôn. Anh ở ngoài này đốt than giùm em nha. Mà nước nãy giờ á chắc khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Giờ mình đem ra mình nướng. Trời bữa nay á hơi lâm râm nên mình nướng nó cũng mát mẻ. Bốc mùi thơm lên rồi. Ướp cái này nó có miếng ngũ mai quế lộ vô nữa cho nó thơm. Mấy cái cánh gà này thấy nó mập quá rồi, vậy rồi nó chín vô tới trong không em? Chín chứ. Khi mình nướng á, mình để cái dĩ á, nó lên cao như vậy nè thì nó sẽ không bị áp và chín từ từ, nó chín tới bên trong. Với thêm một cái phần nữa là khi mình ướp á, mà
mình không có ướp đường với mật ong dầu hào một xíu thôi để cho nó có màu tí thôi à, thì nó sẽ không bị cháy khét, nó chín luôn bên trong. Mình nướng chín rồi mình mới quét cái nước sốt đó lên á, nè nó mới ngon. Chứ để mà mình ướp vô nó vừa ăn luôn á thì khi mình nướng á chưa chín là nó đã khét hết rồi. Có một cái cánh gà nó em ló em, dưới kìa. Em cố tình em để cho nó chín cái chốt cho cánh để nãy giờ nó cà quinh lên trên à. Wow, màu nhìn thấy hấp dẫn quá. Cái món hầm á, thì bữa hổm có mấy món mình hầm, mình tính là 7 lần 7 49 giờ. Mà anh thấy món nướng này cũng không có thua gì đâu nha. Nướng lâu á. Mà nướng để gần lửa áp á, nó mau á thì nó không ngon, mà nó không chín tới bên trong. Mình phải nướng từ từ và kiên nhẫn. Nướng cái này là phải tập cái bánh kiên nhẫn. Thì, thấy ghê không? Thì nó mới chín từ trong ra ngoài hả? Từ ngoài vào trong chứ. Chứ mà nóng nảy quá là không có được đâu nha. Vậy là mình sẽ ăn nhiều món này để mình rèn luyện tâm tánh mình luôn hả? Thấy ghê chưa? Cũng giống như người ăn cục kẹo, người nào tánh nóng bỏ cục kẹo vô trong miệng á, nhai rột đúng mất tiêu. Ơi cái gì chứ, cái đó anh công nhận nha, thật sự luôn. Bây giờ chính bản thân anh nè, là anh thử rồi, anh thử mấy lần luôn rồi đó. Bỏ vô miệng nhai. Anh để vô, anh nói là anh ngậm từ từ rồi mới nuốt nha. Nhưng mà anh để vô quay qua quay lại một hồi mình nhai mình nuốt mất tiêu luôn á. Nó nhanh hơn là mình dự đoán á. Thì chứng tỏ tánh anh cũng nóng dữ lắm nè. Trường hợp mà ăn kẹo á, là như bây giờ anh thấy là anh ăn là tóc hành á, để vô quay qua quay lại mất tiêu hết rồi. Mà nếu mà như vậy á, là tới chừng nào á, mà ngậm kẹo mà được lâu á, là lúc đó tâm tánh mình chắc bớt nóng hả? Rồi gần không còn nữa, mớm mém ở nhà cũng được nữa. Muốn nóng cũng nóng hết nổi. Chứ không phải là gàn luyện mà được hả? Hên xui. Rồi than nó cũng tàn bớt rồi, bây giờ mình mới hạ xuống một cục gạch nè. Ừ đúng rồi. Wow. Khô lại cái tá teo. Rồi giờ thấy nó gọn lại vậy là chắc nó chín từ ngoài vô trong rồi đó. Tới bây giờ là nhìn thấy thèm rồi đó. Chưa đâu, còn nước sốt lên nữa. Chưa nữa hả? Chưa. Trời ơi, giờ này đói bụng rồi mà chưa nữa hả? Tí nữa, cái đoạn này cũng gần kết rồi. Gần kết rồi hả? Trời ơi, cái món này đúng là quá kiên nhẫn luôn rồi đó. Gắn đi, chờ tí nữa. Bây giờ cái cánh gà của em nó chín, nó vàng hết rồi nè. Giờ em chuẩn bị em nhúng nước sốt đi. Nhúng nước sốt. Thả vô nguyên chén nước sốt em nhúng luôn. Nhúng như vậy chắc đậm vị quá. Ừ. Quét mà là nhúng luôn.
ấy nè ha. Quá trình cháy luôn. Nó sôi sôi luôn ha. Wow. Hít hà. Chờ đợi mỗi mòn từ sáng tới giờ. Cuối cùng mày cũng chuẩn bị tới giờ được ăn rồi. Tí. Lúc này mới vàng bóng. Cái nách của con gà nè. Cơm cánh gà nướng mật ong, mời cô chú anh chị em ăn với gia đình mình nha. Mời cả nhà ăn cơm gia đình mình nha. Xin mời. Dạ con mời ông bà cô chú dùng cơm với gia đình con. Dạ con mời ông bà cô chú dùng với gia đình con. Mời cả nhà dàn miếng nước tương lên. Ui giời ơi, nhìn ngon quá. Cái màu là nhìn hấp dẫn không? Ừ. Cái cánh gà là nhìn thôi là đủ biết ngon luôn rồi mẹ. Cái màu vàng tươi không? Tụi con ăn cánh gà đó, lát tụi con gấp nguyên cánh nguyên luôn. Hai thứ nào? Mẹ làm hai thứ. Dạ. Sáng á tụi con lúc nướng á, cha thấy cái mấy cái cánh gà này á, trời ơi nó mập nó bự, cha nghĩ nó không chín luôn á, mà bây giờ chín vừa tới chồng luôn. Sáng giờ cha mẹ nướng cái cánh gà này nè, giống như mấy cái món ăn á mà mình hầm mấy tiếng đồng hồ á. Nãy mình nướng dám có cũng 2 tiếng anh. Ừ. Rau á. Mà tụi con nướng từ từ vậy, bây giờ tụi con ăn thịt vô tới trong đi, thấy nó ngọt ngon không? Ừ. Ngon quá trời luôn rồi. Ngoài nước sốt nó ngọt ngọt, nó mặn mặn ngon ha, mùi vị của mật ong dầu hào á ngon. Cái này mẹ nghĩ chắc có cái lò nướng á, gọi là giờ nó có bán cái lò chiên không dầu vậy. Chắc nướng cũng ngon lắm, nhưng mà nó hơn đặc biệt là nó không có cái mùi thối. Này món nướng này hai đứa nhỏ mềm. Ừ. Ăn thêm như là còn một dĩa luôn á.
gấp thêm ăn nha. Ăn tí tô cho đẹp da. Nhà ta nói vậy. Rồi mình cứ ăn. Không đẹp da thì nó cũng bổ cái khác à. Đúng rồi. Sáng. Ăn rau ngọt tốt. Có thể lắc sữa tiếng ăn như con. Nãy giờ con ăn hết luôn rồi đó. Mình là mình ăn dành với mấy con ốc luôn á. Lúc gieo hột á thì kiến tha tha hột mình tót lại nó lên á thì ốc ăn. Cái này cái cánh không? Ngon không tả được. Mình tự nấu mình tự khen ngon. Tiếng có tả được không? Không tả được. Không tả được thì khỏi tả. Ngon quá thì ngon luôn à. Nhà ngay món nướng á là cái món thích của tụi nó. Mà nướng với mật ong với dầu hào á, nó ngọt ngọt còn ngọt á, càng thích dữ nữa. Trùng với ý của bé hả? Bé già cũng thích nữa. Ồ vậy luôn. Như có thích không? Dạ có, cũng không tả được luôn. Nhìn thôi là đã thích rồi. Nó đòi bữa nay à, ăn cánh gà chiên sóc cay á, giống như mấy đợt trước em làm á. Mà anh nói thôi để này đổi ra đi, làm cánh gà nướng với mật ong dầu hào à. Cái nó nói con khoái cái món kia hơn. Cái bữa nay thử cái rồi thấy sao? Thấy là chắc món này ngon hơn món kia rồi á. Đổi ý lại không? Vậy tình hình này chắc mới mốt đòi món này nhiều hơn món kia quá. Nó đòi nó kêu bữa nay nó làm món đó. Nó thôi đổi khác đi con ơi. Dưa hấu không có đỡ không mà nó ngọt hơn. Dạ. Lúc mà trẻ là mẹ thất vọng mà nó trời ơi sao cái màu nó tái quá. Ai ngờ đâu ăn thử miếng nó ngọt. Vậy hả? Ừ. Anh nãy giờ á anh nhìn thấy là anh thấy chất chất ạ. Ừ. Ngọt lắm. Chuẩn bị tới mình. Để đây luôn đi ha. Rồi. Lúc em trẻ ra cái em nói là kiểu này ngày mai tôi phải qua chợ tôi mắng vốn cao mắng gì hấu mới được. Ừ. Nhưng mà ăn vô thì thấy ngọt, vậy được rồi. Cái này là tính ra giờ có vị ngọt thôi à, chứ được chứ chưa có phải là ngọt đậm đà. Nhưng mà ăn thì cũng được rồi ha. Ừ. Vậy khỏi mắng vốn. Ừ. Tính ra cái mức độ ngọt cỡ như gì vừa với trời nắng nè. Lúc bữa nay hồi sáng á là thấy trời chuyển mưa không mà có lâm râm nữa, bây giờ nắng nó nắng gắt luôn. Ừ, có mưa lâm râm luôn. Ông đợi mình nướng thịt xong cũng nắng. Tính ra vô tình bữa nay em mua cái trái dưa hấu này ăn với cái trời nắng này không công nhận nó hợp gì đâu. Dưa hấu này có tác dụng giúp thanh nhiệt nè, mát mẻ cơ thể, ăn vô cảm thấy thoải mái à.
ăn xong khỏi uống nước. Có này khỏi uống nước được á, có này khỏi uống nước là hợp lý á, chứ nếu không ăn với món này là thôi nó khô khan khát nước. Nhưng mà em ăn với rau nãy quá chừng luôn rồi, em không muốn khát gì. Cái bông hành này tính ra ăn không có ngon lắm, mà cái cọng này á thì ăn ngon. Cái chót ở trên cái bông á thì ăn nó hơi có vị nhẫn nhẫn một chút, nhưng mà ở dưới cái cọng của nó là ăn nó giòn ngọt, ngọt hơn cái lá. Cái lá thì nó mềm. Món này nướng quá lâu nhưng mà cuối cùng ăn cái thịt nó ngon, quá ngon. Ăn quá ngon hả? Nướng quá lâu ăn quá ngon. Quá xứng đáng. Sao tiếp tục mời món quá, em thỉnh thoảng làm ăn nữa nha. Khỏi làm cái gì? Gà chiên sóc cay hả Như? đổi à. Quý. Rồi video đến đây kết thúc. Mình cảm ơn cả nhà đã xem ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.